Chào anh em nha, mới vừa xuống máy luôn. Bữa nay ngày 23 tháng 10 thì bây giờ em sẽ quay một con máy này. Mai em sẽ ghi giá trong tiêu đề ha. Con này số khung là 5538 nha. Đó, rồi anh em thấy rõ chưa? Để em quay sơ lược nó xíu nha. Thì máy mới về tới em quay ngoài đây luôn. Thì còn một con ở trong kho rồi. Để có gì em sẽ quay sau. Dàn chân ở đây ha. Bên kia. Thấy rõ không? Đó. Để em lên cabin em quay trước. Cabin này ha. Đó. Quay nhanh cho anh em gọn lẹ ha. Máy này giấy tờ đầy đủ nha anh em. Ở đây sáng quay dễ. Chiếc kia thì đang ngày mai em quay. Này lên chiếc này trước đi. Cớp ở đây. Dàn lưới ở đây ha. Rồi xong con này nha. Đó, ok. Cảm ơn em nhiều nha. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Thế bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha là ở 167 quốc lộ 53 Bùi Đông Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.